Xin chào các bạn đang xem clip của mình. Trong clip này, mình xin giới thiệu đến các bạn về việc ghép đá cho cây bonsai. Việc làm này rất được nhiều người chơi cây cảnh ưa chuộng bởi nó giúp cho cây đẹp hơn rất nhiều. Ghép hay ký đá cho cây bonsai cũng cần phải có những kỹ thuật nhất định mới mang lại vẻ đẹp cho cây. Phong cách dễ bám đá là một phong cách bonsai tiêu biểu được nhiều người ưa chuộng. Rễ cây được tạo ra bám và ôm lấy đá. Khi cây bắt đầu mọc trong đường đá nứt nhỏ, nó phải sử dụng rễ để tìm thêm dưỡng chất. Ngay khi rễ cây chạm vào đất, chúng cứng lại và phát triển quanh đá. Lúc này rễ cây đóng vai trò như thân cây. Cùng mình theo dõi clip các bạn nhé.